Xin được kính chào quý vị cùng các anh chị đang quan tâm đến lịch âm dương của tháng 12 năm 2027. Năm 2027 năm Đinh Mùi, năm Con Dê, tháng 12 là một tháng thừa có 31 ngày, trong đó có một số sự kiện và ngày lễ được nhiều người quan tâm. Ngày đầu tiên là ngày 12 tháng 12 dương lịch, âm lịch là ngày 15 tháng 11. Ngày 15 tháng 11 là ngày rằm của tháng 11 âm. Ngày thứ hai là ngày 22 tháng 12 dương lịch, âm lịch là ngày 25 tháng 11. Ngày 22 tháng 12 dương lịch là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày thứ ba là ngày 24 tháng 12 dương lịch, âm lịch là ngày 27 tháng 11. Ngày 24 tháng 12 dương lịch là ngày Noel. Ngày thứ tư là ngày 25 tháng 12 dương lịch, âm lịch là ngày 28 tháng 11. Ngày 25 tháng 12 dương lịch là ngày lễ Giáng sinh. Ngày lễ cuối cùng của tháng 12 là ngày 28 tháng 12 dương lịch, âm lịch sẽ vào ngày 1 tháng 12. Ngày 1 tháng 12 là ngày đầu tiên của tháng 12 âm. Tháng 12 là thời điểm rơi vào mùa đông. Thời tiết thời điểm này khá lạnh và rét. Mọi người khi ra ngoài làm việc cần phải giữ ấm, đảm bảo sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ khi đến trường. Các bạn cần phải được mặc quần áo ấm đầy đủ để có sức khỏe, để có nguồn năng lượng và học tập tốt. Trong tháng 12 có một sự kiện được nhiều người quan tâm là ngày 22 tháng 12 dương lịch. Ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lịch dương của tháng 12 nếu tính theo ngày âm sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12. Những ngày có dấu sắc màu đỏ trên màn hình là ngày hoàng đạo, ngày tốt, ngày đẹp. Mời quý vị cùng các anh chị xem chi tiết những sự kiện và ngày lễ của tháng 12 năm 2027. Vào thứ tư ngày 1 tháng 12 là ngày thế giới phòng chống HIV, âm lịch là ngày 4 tháng 11. Vào chủ nhật ngày 12 tháng 12 là ngày rằm tháng 11 âm lịch là ngày 15 tháng 11. Vào thứ ba ngày 14 tháng 12 là ngày vía Đức Phật Di Đà, âm lịch là ngày 17 tháng 11. Vào thứ tư ngày 22 tháng 12 là ngày Đông Chí, là ngày Tết Đông Chí, âm lịch là ngày 25 tháng 11. Vào thứ tư ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, âm lịch là ngày 25 tháng 11. Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Nhà nước Việt Nam xem đây là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Vào thứ sáu ngày 24 tháng 12 là ngày Noel, âm lịch là ngày 27 tháng 11. Lễ Giáng sinh hay lễ Thiên Chúa Giáng sinh là dịp kỷ niệm ngày Chúa Giêsu được sinh ra. Lễ Giáng sinh được tổ chức từ đêm ngày 24 tháng 12 cho tới hết ngày 25 tháng 12. Vào thứ bảy ngày 25 tháng 12 là ngày lễ Giáng sinh, âm lịch là ngày 28 tháng 11. Vào thứ ba ngày 28 tháng 12 là ngày 1 tháng 12 âm lịch. Quý vị cùng các chị vừa xem trong lịch âm dương và một số sự kiện ngày lễ quan trọng trong tháng 12 năm 2027. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Để có nhiều thông tin hữu ích hơn, mong quý vị hãy đăng ký kênh. Xin cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại.